Vâng, Soka xin chào các bác nhá. Thì hôm nay em có một cái đơn hàng của anh Nguyễn Nguyễn Xuất, Mỹ Chánh, Hào Hào Lăng này, Quảng Trị này. Đó, thì đây là con máy bơm dầu ly tâm cánh gạt công suất lớn. Loại này loại 12V. Thì con này em cũng gửi cho bác được khoảng nửa tháng rồi. Về bác dùng thì bác bảo là nó đầu tiên chạy ok, nhưng sau thì nó thấy nó bị mòn cánh rồi chạy yếu. Thì bác mang ra ngoài quán bác cho thợ kiểm tra và sửa đấy. Thì em cũng có gửi cho bác thêm mấy cái cánh 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 lá mía, cánh gạt ấy, để lắp vào máy để kiểm tra cho xem phải là gãy gãy cánh hay là cánh nó bị mòn không thì thay. Nhưng bác bảo là thợ thử các kiểu vẫn không 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 hút được. Đấy, để tay vào để hút cái buồng chân không của nó ấy, không không có lực hút. Đấy, thì thế chứng tỏ là con máy này nó đã bị yếu rồi. Một là nó yếu, hai là nguồn điện không đủ, ba là cái lá mía nó bị gãy hỏng. Đấy, bốn là có thể gioăng bị hở. Đấy, thì đấy là một số trường hợp như thế, nhưng mà đây là hôm nay bác gửi lại cho em kiểm tra. Đó thì ok, em cũng bóc ra xem máy, tình trạng máy nó bị lỗi gì không. Nếu như bị hỏng hay là bị yếu do máy thì bên em sẽ, một là em đổi mới, đấy, đổi mới cho bác. Hai là bên em sẽ sửa chữa nếu như mà nó không phải là vấn đề về hỏng bên trong mà chỉ là mòn cánh lá mía thôi thì em có thể thay được. Đây đây, bác mang ra thợ thì bác thợ chắc là sửa thì rơi mất con ốc lục này, phải thay con ốc ông này. Đấy, ốc đá rác này. Đó, đây là máy. Có tờ giấy bác gì đâu. Gửi máy. Chú cho anh đổi máy khác nhé. Tiền bù giá bao nhiêu thì alo cho anh. Giữ thêm gửi thêm cho anh hai bộ lá quạt nhé, cảm ơn. Đây thì vâng, thì bác cũng rất là cẩn thận, bác ấy gửi cho em tờ giấy này để ấy, để chỉ là thông tin là bác ý là bác muốn là đổi một máy khác. Đấy, ví dụ máy này nó bị lỗi hay bị làm sao ấy thì sẽ sửa cho bác và sẽ đổi cho bác con máy khác, nhưng mà việc đầu tiên thì bên em sẽ kiểm tra xem máy nó bị làm sao. Đấy, bác cũng đóng gói rất là cẩn thận này. Ok. Đó, em bọc hay rồi đấy, em bọc bìa các kiểu khá là cẩn thận. Đó, từ đây 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 là máy, tình trạng máy khi chuyển lại cho em thì nó như này. Thì đây bác cũng bảo là mang ra thợ sửa ấy, kiểm tra các kiểu. Đấy, đây cái chỗ này có vết cạy ra này. Đấy, chắc là thợ cũng tháo ra để kiểm tra rồi. Đó, ok. Việc đầu tiên bây giờ thì em sẽ cắm vào cái nguồn ắc quy của em để xem máy nó chạy được không. Đấy là việc đầu tiên. Thì em cũng có quay cái cơ bản về tình trạng máy cũng như là hình thức máy để mình kiểm tra. Đây, đây là đầu dương. Đặt luôn vào cái cục này tắt. Đấy. Ok, máy em đã kẹp rồi. Rồi em sẽ bật máy nhá. Không chạy. Rồi, cái này khả năng là một là đứt dây, hai là chổi than hết, ba là tháo ra tuột dây gì đó. Đấy. Điện này. Cắm điện nhưng không chạy. Đấy. Ok, thì ở nhà thì bác bảo là có chạy nhưng chạy yếu nên là nó không lên. Khả năng con này nó bị đứt dây rồi. Ok, thì một tay thao tác vừa quay vừa vừa chỉnh kiểm tra máy nó cũng hơi khó, là bác không cảm thấy nó bị rung á. Không sao, thì em sẽ thử mở ra. Thử mở ra. Đây thì em sẽ xoáy ra. Lấy tô vít về, lấy lục với lấy kìm kiểm tra xem nào. Ra con máy này ấy, nó chạy chổi than, thế nên là nó hỏng, nó cũng không gì hỏng đâu. Hết chổi than thì chúng ta đi thay thôi.
Còn nếu như mà dùng mà nó quá tải nó cháy cháy thì cũng nó cũng đi quấn lại thôi, không còn gì, không còn đề gì cả. Đấy, quấn lại như bình thường. À đây này, nó nhìn này, còn một sợi dây này tiếp điểm này bị tuột này, đó tiếp điểm bị tuột nên là nó không không máy nó không vào điện, nó không chạy được. Đấy, em phải cắm lại rồi. Các bạn nhìn không? Đây. Đấy, có một cái tiết điểm cho công tắc, hai cái bị tuột. Hai cái tiết điểm cho công tắc này bị tuột này. Đó, đấy có thể đây là lý do mà máy nó chạy nó không, không chạy được này. Không có điện vào thì nó cũng không chạy được này. Đấy bao nhiêu? Đây. Đó, em vừa động vào cái tuột ra luôn, chứng tỏ lúc mà bác thợ sửa ấy, bác cắm vào lại cũng không được chắc. Một tay làm, một tay quay cũng hơi khó. Đây, em lại kế cái dựa lên. Đấy, xếp cái dựa máy em lên. Em cắm lại nhá, cắm lại rồi thử lại nhá. Vâng, đây chú nhá. Đây, cháu vừa mới tháo ra. Thực ra cháu tháo ra thì nó cũng chỉ là cái công tắc này này. Nó bị lỏng. Đấy, bị lỏng, cháu đấu lại rồi. Đấu lại rồi. Vâng, thì nó chạy rồi. Thì bây giờ cháu sẽ hút lại nước nhá. Đây là cháu có một xô nước đầy này. Đấy, cháu sẽ hút lại nhá, xem nó hút được không. Mà nó hút nó có khỏe không. Nó hút nó vẫn yếu. Thì con máy này cái guồng trong này mấy cánh này nó bị mòn rồi. Đấy. Đây, ắc quy đây. Đó, ống đây, cháu có hai đoạn ống đây. Đó, thì cháu ấy thử bật máy hút nước nhá. Xem nó hút được không. Đây một số nước này. Đây rồi ạ, nó hút được rồi ạ, đây. Đó. Đây là chính là lưu lượng nước này. Đấy, mình hút dầu nó cũng tương lưu lượng này thôi. Đấy, nó lớn này. Đây nhá, cháu bỏ ra xem mất bao nhiêu giây hút cái cạn này chưa nữa nhá, chú biết nhá. Đây, để cháu thăng dây. 1, 2, 3. Đấy. Nó bị hút cạn đáy rồi. Đấy. Cạn này. Đấy, cạn rồi chú nhá. Đấy thì chứng tỏ là con này nó không bị sao cả. Nó chỉ đơn giản là có thể là chú mà dùng cái cánh quạt bên trong này này. Dùng nó hút phải đá, à hút ở bên cát ấy. Đây cái cánh quạt bên trong này này. Đấy. Nó hút phải viên cát thì nó sẽ bị mòn cái cánh ý hoặc vỡ một đoạn cánh. Đây. Vỡ một đoạn cánh thế nên là nó sẽ không có lực hút chân không nên nó không hút được. Đó thì mình thay cánh khác. Đấy, còn máy thì vẫn ok, không sao cả, cháu kiểm tra rồi, dây đầu vẫn thấy rất là mới. Và có cái công tắc này này, lúc mới tháo ra thì nó bị lỏng nó tuột ra đấy nên là điện nó không vào. Đấy, đấy là hai cái lý do cháu nhận máy cháu phát hiện ra. Đấy, thứ nhất là cái công tắc bị lỏng tuột ra, đấy cái máy không chạy. Cái thứ hai là cái cánh này này, lúc tháo ra cháu thấy nó cũng cũng cũ nhưng
nhưng mà chắc chắc cảnh gì vẫn ngon đấy, vẫn ngon đây, cảnh gì đây vẫn ngon, cũ nhưng chắc vẫn ngon. Chỉ có chắc là một là bình ắc quy yếu, nó không đủ công suất để nuôi con động cơ này đấy, nó bật cái nó bị tụt áp, nó quay chậm thì lực hút nó cũng chậm theo. Đấy cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái cánh này có thể chú hút nó vướng vào một viên cát, nó vào guồng này bị gãy cánh nhựa, cánh lá mía. Đây, cánh lá mía nó là cái cánh này. Đó. Đây. Cháu mang đồ ra tháo đây. Đây nhá. Cháu tháo máy đây. Với cả một cái vấn đề nữa này, cái chốt đầu nối dây ống dây hút này thì chú phải siết chặt nhá. Nó mà hở một giong, hở cái giong này hoặc cái giong này, đây có một giong cao su. Đây, đấy có giong cao su. Một là chú hở cái này, hai là chú siết này không chặt, nó hở cái đầu ống. Thì lực hút nó cũng sẽ giảm đi rất là nhiều và nó sẽ yếu. Đấy là nguyên nhân thứ ba dẫn đến máy yếu. Nhưng con này thì nó chạy bằng chổi than, thế nên là nó không hỏng hóc vặt đâu. Không hỏng vặt được. Một là nó hết than, hai là chạy lâu nó om, nó cháy motor, cháy cụ rotor đấy, hai cái cháy thôi, hỏng hết về cháy thôi. Đâu tất cả cái cháy thì đơn giản, cháy thì mình mang ra quán có nặng vẫn còn được chứ không vấn đề gì cả, nhưng mà việc vấn đề cháy là nó rất là khó, trừ khi mình bơm quá nhiều lâu sờ vào nóng ran lên mà mình vẫn cố bơm ấy, thì nó mới cháy được thôi, chứ con này nó không cháy được. Đấy, tất cả đồ đạc ở con này có thể thay thế được các nhá. Đó. Đây. Đây thì trong guồng này cháu tháo ra, cháu bảo luôn bác với cả các bác nhá, tháo cái guồng này ra thì chúng ta chỉ cần tháo ba con ốc này thôi. Đấy, ra có lục xoáy ra, xoáy nó ra là nó ra thôi. Đấy, khi nào chúng ta thay cánh ý, thì chúng ta sẽ tháo ốc ra. Đấy, và cạnh này là đây các bác nhá, các bác nhìn này, trong cái guồng này bác nhìn nó bị lệch này, không phải là nó bị sao nhá. Đây là thiết kế của cái cánh gạt lệch tâm. Đấy, lệch tâm thì nó mới tạo ra lực hút chân không, nó mới hút được dầu bác nhá, không phải nó bị lệch đâu. Đây này, đây người ta gọi là cái lá mía. Đấy, nó là cái này này. Đấy bác nhá. Cái này nó thể mòn khi nào nó hút phải viên cát. Đây là vì mấy cái cánh này. Các bác nhìn này. Chú nhìn này. Đây, nó quay vòng tròn này. Đấy, nó tạo ra một cái guồng chân không. Đây, có thể hạt cát vào đây mà nó khi nó quay đến cái điểm trên này này, trên này là điểm sát khít vào luôn thì nó sẽ kẹt và vỡ hoặc mẻ cái làm mía này. Đấy, là mía bằng nhựa mà. Đấy, nó thiết kế bằng nhựa để có thể thay thế dễ dàng. Đấy, đấy là cái làm mía. Cái này có thể mòn khi va vải sỏi, va vải hạt cát nhá. Đấy. Thì thay thế nó dễ dàng thôi. Đấy, tháo ra, gẩy ra là ra thôi. Đấy, lắp vào. Đó. Khi nào gãy thì bác nhấc luôn cả cụm này ra này. Đấy. Nhấc cả cụm này ra để kiểm tra bên trong này liệu nó còn hạt cát nào không, nếu còn các bác phải gạt nó ra nhá. Rồi, rất là đơn giản thôi, dưới này là cái phớt ở trong này, nó sẽ làm phớt kín. Đó, guồng đây, đây là cái guồng của nó. Đây, có rãnh chữ D này, thả vào. Đấy, thế là xong. Đấy, chú nhá, cái con máy này chú không vấn đề gì cả. Có khả năng là ắc quy của mình yếu, thì là mình bơm nó bị yếu, thì mình mang ra thợ mình kiểm tra, thì thợ không biết, thợ lại là tụt dây. Đấy, đấu tuột dây cái chỗ công tắc này, thế nên là nó không lên. Đấy, còn con này cháu vừa thử hút rồi, test nước kìa,
chạy rất là khỏe. Bây giờ lắp vào đó. Còn cháu đi hút lại nhá, hút lại một lần nữa. Vâng đấy nhá, cháu cũng bật lại đây. Bật lại chạy lại lần nữa đây, sau vừa cháu vừa lắp xong. Một tay cầm hơi khó. Đấy nhá. Ở kia, kia là một xô nước. Xô 18 lít này. Đây máy, máy của chú đây. Cháu vừa kiểm tra rồi, nó không vấn đề gì cả. Chạy vẫn rất là êm. Đó. Bây giờ cháu bật máy nhá, bật máy để chạy xem bao nhiêu giây nó hút được cạn cái 16 lít này. Đó. Lượng nước rồi. Thì nhá, nó hết tầm khoảng khoảng hơn chục giây thôi, hơn chục giây nó hút xong rồi. Đấy, lưu lượng rất là khỏe, máy chạy ok đó. Thì đấy, thì đấy là một số cái vấn đề mà con máy này của chú nó không vấn đề gì cả. Vấn đề là khả năng là một là nguồn điện nó yếu, cho nhắc lại em, một nguồn điện nó yếu. Hai cái cánh quạt này nó gặp phải hạt cát, nó kẹt, nó bị nứt và vỡ. Đấy, cháu không tạo được cái guồng chân không, không hút được. Đó. Và ba là cái chắc là mang chỗ thợ sửa cho họ cắm lỏng cái rắc công tắc. Đấy. Về cháu thử nó không vào điện. Đấy, đấy là cái vấn đề tiếp theo. Rồi cháu xử lý ok rồi. Đấy, thì bây giờ cháu ấy gửi lại chú. Đấy. Còn nó mà có vấn đề gì thì chú cứ alo cháu. Cháu sẽ sửa chữa miễn phí trong thời gian bảo hành, có thể thay thế đổi mới nếu như mà bị hỏng đó. Vâng nha, cháu cảm ơn chú nhá, cảm ơn chú tin dùng sản phẩm bên cháu. Vâng, em chào bác nhá, cảm ơn bác theo dõi video của em. Vâng, em cảm ơn bác.